Chào các bạn. Ở video trước em có quay chia sẻ tháo cái loa này cũng như là kiểm tra loa để đóng pin. Thì hiện tại bây giờ em đã tháo và đóng pin ok này. Đây. Em sử dụng hai mạch riêng biệt, sử dụng pin Samsung 35E dung lượng là 3.500. Hai cell này nối tiếp với nhau. Hai cell này sau nối song song với nhau. Tăng dung lượng lên là 7.000 mAh tương đương với lại 7A, 7V 7A. Thì các bác mua pin của em thì em sẽ đấu như này. Đó. Và thành cái dây qua đây, và cái dây này nó sẽ không có cái rắc này, thì em sẽ đi thế này cho bác này, các bác về các bác đấu cái rắc của loa là thành một bộ như này, em sẽ gửi cho các bác. Đấy, còn như em làm thì em sẽ tận dụng lấy dây này của nó này ha. Thì thay vì em qua nhiệt thì em không chơi qua nhiệt, tại qua nhiệt nó sẽ làm cho pin nóng, thì em sẽ dùng cái phương pháp là dán phủ PV này, phủ cái EVA này lên này. Và để phủ ở đầu này, đấy, bọc qua đây, gấp này lại, là cái mối hàn của em này, gấp này xuống này, đó là viên pin lúc nào nó cũng được mát, là trong quá trình loa nó có mở, là viên pin nó mát hơn là mình bọc cái co nhiệt kia, đây, thay vì co nhiệt này, nhưng bọc co nhiệt cũng được, cái dán này cũng được, nhưng mà theo em thấy thì em dán này thấy nó có vẻ hay hơn, đấy, thì em sẽ đây, dán đầy phát này. Rồi, thằng này thế này, pin này thế này, pin này thế này, đấy, đóng xong xéo pin đây, đó, được, này. Mũi hàn đóng pin này, quá ngon lành luôn nha, đó, này là nằm dưới này, đó, cái này nằm trên, phòng dưới cũng này, rồi, dán đây, gấp ra đây, đấy, phủ xuống đầu pin như này, rồi, vừa là chống oxy hóa những cái môi hàn, hai là pin dưới nó, loa nó quá trình nó mở nó tạo ra hơi ra gió mát cho pin hơn chút, chừng nó mát được chút nào hay chút đấy thôi, chỉ còn cũng chả dám khẳng định là nó mát nhiều. Đấy, thì cái dây này xuống cái khe này đó, rồi cái này sẽ cho nó vào đây như này. Đấy, đẩy xuống cái này. Này sẽ đẩy xuống cái này. Ok nha các bác ha. Mà đây này. Ốc nó vào đã. Đấy, ốc vào như này. Các bác ráp lên thôi. Đây, ráp xong này, em sẽ dán bảo hành 30/7/2024. Đó, để bảo hành cho bác là 6 tháng, trong vòng 6 tháng lỗi lầm gì là ok. Hiện nay Tết các bác cứ mở thoải mái. Lỗi lầm thì em sẽ bảo hành pin. Chưa? Rồi, như vậy. Tiến hành là lắp cái này vào thôi. Đó, lắp cái hộp này. Lưu ý phần dây này, thì khi mà các em tháo thì em có keo này em sẽ châm vào đây, còn các bác không ấy thì bác giữ được cái dây này thì càng tốt này. Đấy, thì khi mình đậy cái nắp này vào này nó sẽ kín hơi, mở nhạc nó không có tiếng xì xì. Đấy, nhờ bác thay pin mà không chú ý cái phần này đó, thế này đây em có keo thì em sẽ phủ hết, còn bình thường bốn xung quanh này nó có lớp EVA nó phủ kín rồi. Đấy, em lắp vào được rồi, đây qua này để lắp vào ok như này. Cái dây pin này trước sau cùng cái cắm nha, cái lắp hết vào ra pin đã ngon lành và rồi với cắm rắc pin thì trước khi cắm thì các bác phải có đồng hồ đo xem đúng âm dương nhé, đây đỏ này đen này đó, nó là 7V 7.06V, tức là điện áp pin này đang là ngước hết điện nha, tại vì pin mới thì điện áp nó sẽ là điện áp hết 3.5V, này được 7V, các bạn thấy không? Rồi, ok rồi, mới cắm pin. Nó chứ đừng có cắm trước mà chẳng may các bác đấu lộn cái là cháy mạch là xong luôn. Đấy, thì đâu có đến cái thằng màng này. Đây, cái màng này. Đấy, nhưng mà trước khi lắp cái màng này vào thì mình sẽ lại test lại cái này xem ok chưa này.
cắm vào đây như này. Rồi, đây rồi. Rồi, sẽ mở này. Đèn luôn. Đó, ngon lành thôi nhé. Rồi, bây giờ sẽ cùng cắm sạc. Rồi, tắt nguồn cho này. Rồi, cắm sạc. Cái này theo thông số nhà sản xuất cho là dòng sạc 5V 3A. 5V 3A. Để sẽ cắm sạc cho. Cắm sạc. Dòng sạc lên 2.0. Đó, khả năng điện áp nó sẽ điều tiết điện áp để nó sạc. Đó, sẽ cắm tí sẽ lên. Dòng sạc 2A. Tương đương với lại 10W. Đấy, này nó cho là 3A, nhưng mà 3A giống như điện áp nó lên một chút á, lúc cạn á điện thì là điện áp nó sẽ sạc chậm, xong một lúc nữa nó điện áp lên chút nữa sẽ lên được 2.5A, rồi xong lên 3A, xong khi điện áp gần đầy nó lại giảm về điện áp về, cho đến khi coi như là giảm về từ 3A về 2.5 rồi 2 chấm rồi 1 chấm mấy rồi về 0.0 là coi như là điện áp đầy, là dòng nó sẽ báo dòng ở đây trên như này. Đó, em có đồng hồ báo dòng này thì em sẽ biết được là cái điện áp hiện tại đang sạc như này là ok này. Đó, sạc mở nguồn này. Đó, ngon lành canh ta. Ok. Đó, dòng sạc 2A. Tắt nguồn. Rồi, ok. Rút sạc. Rồi, cậy này ra. Rút cái này đây. Rồi, tôi không lắp cái này ra. Là nó khá là mới, chưa sử dụng. Thật sạch sẽ luôn. Bụi bặm một chút ra. Đây, uy tín này, gắn thêm cái tem này nữa này. Các bạn có tháo ra là rách tem này của em đây, em không bảo hành, vậy thôi. Ngày trước thì em không có tem mát thì em cũng bị bảo hành oan mấy cái. Nhưng mà giờ tem mát đầy đủ, các bác về các bác cậy ra nghiên cứu hay gì đó thì em không biết, nhưng mà rắc tem thì không bảo hành. Các bác mua pin của em thì các bác em có tem chỉnh sửa pin, các bác mà cậy ra làm hư pin hay là hư lỗi mạch cái gì đó thì em sẽ kiểm tra, em sẽ tự biết rồi, có cách của em. Bản lớn, bản nhỏ thì nó còn làm cái me nhiều hơn. Rồi, ok. Cái này dễ thay thôi. Các bác cần xem video của em là về tự mua pin để thay thì nó sẽ đỡ được cái tiền ship loa này. Đó, tại cái loa này gửi nó nặng quá mà, đúng ra là kéo này của em. Đó, lắp này vào thôi. Pan này, tức là sẽ có hai cái loa, các bác mua hai loa nhấn đây, hai cái kết nối nhau nó tạo ra thành vòm. Cắm sạc 2A. Đó, rồi bây giờ muốn quay chia sẻ các bác về quy trình em làm pin các thứ. Lắp nắp đít này nữa xong, nhưng mà trước khi lắp thì thường thì em sẽ
là làm video thì em như này thôi, nhưng mà chưa đâu, em tạm thời em chưa lắp, em sẽ để sạc như này, sạc như này cho báo đầy hay không, tại vì lúc này cái em chưa chơi lắp cái viền này đâu, nhưng mà tiện video thì em quay để lắp cho các bác coi thôi, nhưng mà thường thì sự cố ít khi xảy ra lắm. Bây giờ em sẽ sạc cho đầy, thì sạc cho đầy thì để em kiểm tra để cái chu kỳ sạc ấy, trong quá trình sạc nó như nào ấy, thì em sẽ dùng qua cái này, em sẽ dùng qua cái đồng hồ này để đo được cái chu kỳ sạc đấy. À, đo chu kỳ sạc và em sẽ biết được cái dung lượng này này, có thể sẽ báo này, nó sẽ có những cái thông tin ở trên này. Left. Left rồi, không không. Rồi, ok, trở về. Rồi, đây, em sẽ để không không như này. Nó sẽ biết được dung lượng nó thu, nó sạc vào đây được bao nhiêu. Rồi cái chu kỳ nó sẽ báo ở trong cái này. Lát em sẽ quay cái ngưỡng độ sạc, cái độ của sóng á. Sạc cái tần số sóng nó sạc cái điện áp như nào. Thì sẽ báo trên này. Em kiểm tra được cái chất lượng của dòng sạc như nào. Đó. Đó này, sẽ báo từng cái chi tiết như này. Rồi hiện đây, hiện tại đang sạc đây. À, rồi ok, cục sạc này với dung lượng với đủ sạc thì cho thằng này được. Này nó đến 72 Wh, và em đã thay cái pin Samsung 5E nó đến 90 Wh. Đó, còn thằng đúng rồi, hiện tại nó đang được 84 Wh này. 4.500, 84 Wh. Này, thằng này thì là chỉ để test thôi. Đây, video muốn quay chia sẻ cho các bác quay tham khảo về quá trình em làm pin, cũng như là các bác có thể gửi loa cho em thay pin, cũng như là mua pin của em bên em. Rồi, video xin được kết thúc đây. Một lần nữa hiện dần xin cảm ơn các bác đã quay video này. Nếu thay thì chia sẻ cho người thân bè cùng xem, đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào các bác. Đây, loa bác nha. Này, pin cũ rồi này. Đây, mở nhạc test rồi, bây giờ dòng sạc là dòng sạc đang 2.4A này. Đó, mọi chức năng ok hết. Ok này. Ok. Đây, ta sẽ tiến hành gói lại cho bác. Đây, đây của bác đây. Đây, cả, anh Tử Liêm. Đó.